Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo trong chương trình của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái loại thực phẩm rất phổ biến đối với gia đình chúng ta trong những ngày mùa hè này. Đấy là ngao hến. Đây là một cái loại hải sản rất tốt cho cơ thể, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được loại thực phẩm này, nhất là loại ngao và hến, hai loại thực phẩm rất phổ biến mà chúng ta thường dùng. Và trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái điều cần lưu ý khi ăn ngao hến mà ai cũng cần phải biết. Thứ nhất là không ăn cùng những loại thực phẩm giàu vitamin C. Nếu như ăn chay, hến, ngao xong, bạn cũng không nên kết thân với các loại thực phẩm giàu vitamin C vì dễ gây ra ngộ độc. Bởi vì trong chay, hến thường chứa các hàm lượng lớn arsen, pentavalen. Chất này tuy không gây hại cho cơ thể, song nếu ăn kèm với lượng lớn thực phẩm giàu vitamin C thì lại gây hại cho cơ thể. Các arsen pentavalent sẽ chuyển hóa thành arsen dioxide, sẽ chuyển hóa thành thạch tín, gây ngộ độc thạch tín cấp tính. Nghiêm trọng hơn còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Và cái lưu ý thứ hai là không ăn chay hến khi bị bệnh gút, dạ dày, bệnh thận. Ngao hến chay là những cái thực phẩm có hàm lượng đạm cao. Do đó mà ngao cũng là cái loại có cái thành phần purin cao. Chất purin trong cơ thể sẽ được phân giải thành axit uric, nguyên nhân chính gây ra cái bệnh gút, được nhiều người khuyến nghị là không nên ăn ngao. Hơn nữa, ngao hến chay cũng là những cái thực phẩm mà có tính lạnh, không tốt với những người bị đau dạ dày. Nếu vẫn muốn ăn ngao, khi dùng nên ăn thêm một ít gừng tươi để điều hòa. Loại thực phẩm này có tính lạnh và vị mặn, nên những người mắc bệnh thận, ăn kém, chậm tiêu cũng không nên ăn ngao hến. Lưu ý thứ ba là không nên uống cùng bia. Khi ăn chay, hến, ngao, nhiều quý ông thường thích sử dụng bia. Tuy nhiên thì bạn không nên uống kèm cùng bia. Lý do vì điều này sẽ làm tăng tốc hình thành axit uric dư thừa tích tụ lại các khớp xương hoặc các mô mềm, dẫn tới mắc chứng gút, viêm khớp xương và mô mềm, rất hại cho sức khỏe. Và sau đây là một số cái lưu ý khác mà chúng ta cũng cần nên biết. Thứ nhất là chúng ta lưu ý sau khi ăn ngao hến không nên ăn hoa quả vì dễ bị đau bụng. Hoa quả còn ảnh hưởng đến hấp thụ protein canxi trong hải sản của cơ thể. Lượng tannin hoa quả kết hợp với protein canxi sẽ tạo thành canxi không hòa tan, kích thích đường tiêu hóa, thậm chí gây ra đau bụng, buồn nôn và nôn mửa. Và cũng không ăn ngao hến với thực phẩm giàu vitamin C vì dễ gây ngộ độc. Không nên ăn ngao hến và uống bia cùng lúc bởi sẽ làm tăng tốc hình thành axit uric dư thừa tích tụ tại các khớp xương hoặc các mô mềm, dẫn tới mắc chứng gút, viêm khớp xương và mô mềm, rất hại cho sức khỏe. Ngao không tự tiết ra độc tố, nhưng trong thức ăn của chay hến và các loài nhuyễn thể có một số loại tảo chứa chất độc không thể bị phân hủy khi đã nấu kỹ, nên người ăn vẫn có thể bị trúng độc. Vì vậy mà trước khi lựa chọn và chế biến, các bà nội trợ cần lưu ý là để tránh bị ngộ độc, tốt nhất là nên ngâm ngao hến vài giờ để chúng nhả bớt bùn đất, chất thải rồi kỉ cho sạch vỏ. Để chọn chay hến có tươi sống không thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra như sau. Dùng tay chạm vào vỏ, nếu chay tươi sống, vỏ sẽ từ từ khép lại. Mùi chay sống thường không quá nồng nặc hoặc quá tanh, ngao biển có mùi nước biển nhiều hơn. Và chúng ta chú ý một cái nữa là không nên mua ngao hến vỏ đã bị sứt, dập, vỡ vì dễ bị nhiễm các cái vi khuẩn. Vâng, quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái điều cần lưu ý khi ăn ngao hến mà ai cũng cần phải biết. Và mong rằng với những cái thông tin này sẽ cung cấp được cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.